Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tặng 9 tấn gạo cho các ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và trao tặng. Theo đó, huyện Văn Lâm được tặng 2 tấn gạo, thị xã Mỹ Hào 2,2 tấn gạo, huyện Yên Mỹ 4,8 tấn gạo. Sau khi tiếp nhận gạo được hỗ trợ, ban chỉ đạo các huyện thị xã sẽ tổ chức tặng cho các hộ nghèo, hộ thuộc diện cách ly trên địa bàn nhằm kịp thời động viên giúp đỡ các gia đình này trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã động viên các gia đình khắc phục khó khăn, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần chú ý tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là nơi có nhiều khu công nghiệp, dân số cơ học cao. Vì vậy, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nghiệp tiếp tục chung tay góp sức vừa thực hiện các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa làm tốt nhiệm vụ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế và tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.